Thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư, tính đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2019, thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh đạt 1 tỷ 026 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó có 48 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký là 514 triệu đô la Mỹ và 54 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm 512 triệu đô la Mỹ. Về giải ngân 6 tháng ước đạt 300 triệu đô la Mỹ, thấp hơn mức 600 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến ngày 17 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.420 dự án còn hiệu lực với số vốn đăng ký là 29,5 tỷ đô la Mỹ.